Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học mới. Bài học từ cách mạng tháng 8, củng cố xây dựng chính quyền vững mạnh. Tin thế giới, Bangladesh hỗ trợ hoạt động xuất khẩu hàng may mặc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chiều tối 18 tháng 8 theo giờ địa phương, ngay sau khi đến thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Tham dự có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt trong việc góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển chung của nước sở tại. Đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước, chủ động có những đóng góp thiết thực hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đây là cầu nối cho quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tại tượng đài Bắc Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán. Sáng nay ngày 19 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2023-2024, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ với đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục trên phạm vi cả nước. Việc thực hiện một chương trình, nhiều sách giáo khoa đã được triển khai hiệu quả. Việc đổi mới phương pháp giáo dục được thực hiện ở tất cả các cơ sở giáo dục. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Tại Lào Cai, năm học 2023-2024 cũng đạt được kết quả khá toàn diện. Quy hoạch giáo dục, cơ sở vật chất, trường lớp học tiếp tục được chuẩn hóa, chất lượng giáo dục toàn diện tiến bộ vững chắc ở cả vùng thấp và vùng cao. Năm học 2024-2025 với chủ đề kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng, toàn ngành giáo dục đã đặt ra những mục tiêu cụ thể để hoàn thành thắng lợi năm học mới. Thông tin tiếp theo về hội nghị sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 9 năm 2023 đến nay, thị xã Sapa đã chuyển vị trí công tác, điều chuyển từ phòng chuyên môn của thị xã và từ các xã phường khác đến đối với gần 40 đồng chí. Theo đánh giá của thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Sapa, việc sàng lọc, thay đổi, bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ xã phường đã mang lại hiệu quả rõ nét. Nhận thức của cán bộ xã phường đã có sự thay đổi, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Người dân cũng không nghĩ, không dám, không làm sai quy định của pháp luật. Minh chứng rõ nét là từ tháng 4 năm 2024 đến nay, gần như thị xã Sapa không phải tổ chức sáo rỡ các công trình vi phạm như thời gian trước đó. Những kết quả trên cho thấy sử dụng đúng người, đúng việc sẽ phát huy được tối đa hiệu quả. Thời gian tới, thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Sapa tiếp tục ưu tiên bố trí những cán bộ có năng lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm đến công tác tại các địa bàn trọng điểm như phường Sapa và các xã Mường Hoa, Trung Trải, Tà Phìn. Thưa quý vị và các bạn, sau cách mạng tháng 8, từ lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Lào Cai, tháng 10 năm 1945, chính quyền cách mạng tại Lào Cai đã được thành lập. Và 3 năm sau, ngày 10 tháng 10 năm 1948, tại thôn Soi Lần, xã Cam Đường, chi bộ nông thôn đầu tiên của tỉnh ra đời. Từ đây, phong trào cách mạng của Lào Cai có đảng lãnh đạo, đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phát huy truyền thống cách mạng,
trong suốt chặng đường lịch sử, cả hệ thống chính trị xã Cam Đường, thành phố Lào Cai luôn coi việc củng cố, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ then chốt. Ngay sau khi thành lập, chi bộ Soi Lần ra sức chuẩn bị các điều kiện về lực lượng, hậu cần cho cuộc khởi nghĩa. Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, đêm ngày 12 tháng 12 năm 1948, tại nơi này, nhân dân các dân tộc Cam Đường đã phát động khởi nghĩa vũ trang, vừa chiến đấu du kích với chiến lược vườn không nhà trống, vừa củng cố xây dựng chính quyền. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp nhanh chóng lan rộng khắp ra nhiều nơi trong tỉnh. Khi mà khởi nghĩa vũ trang xong, thì giữa lực lượng du kích rồi phối kết hợp với cái lực lượng bộ đội địa phương, thì chúng ta từng bước đánh úp tổn thất hao mòn cho cái lực lượng của thời Pháp, cho nên từ chỗ đó để chúng ta tiến tới từng bước giải phóng Lào Cai. Nhà truyền thống này là nơi lưu giữ kho tư liệu quý, minh chứng về những năm tháng hào hùng tại vùng đất cách mạng Cam Đường. Trong giai đoạn cam go nhất, nhân dân các dân tộc nơi đây luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, một lòng đi theo cách mạng. Cũng từ căn cứ này, nhiều quân chúng ưu tú đã trưởng thành, được giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng. Những tổ chức đoàn thể đầu tiên được thành lập. Chúng ta đã giành thắng lợi và nhân dân cũng rất là phấn khởi. Là toàn bộ cái khu vực Cam Đường lúc đó thì chúng ta được giải phóng. Và nhân dân ấy là trực tiếp là thành lập các tổ chức đoàn thể như là Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ Lão Cứu Quốc. Đây là những cái mà chúng ta bước đầu chúng ta xây dựng chính quyền địa phương non trẻ. Cam Đường khi xưa bao gồm toàn bộ khu vực phía nam thành phố hiện nay. Nơi này giờ đã dần khoác lên mình diện mạo của một đô thị khang trang hiện đại. Còn tại cái nôi cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Cam Đường vẫn luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực thi đua, góp sức thay đổi diện mạo quê hương, phấn đấu đủ điều kiện nâng cấp lên phường vào cuối năm nay. Xã hội hóa của cấp ủy, của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân đã thực hiện các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là thực hiện 13 trên 13 thôn là xây dựng nông thôn mới trong cái giai đoạn mới. Thế và tập trung vào phát triển kinh tế, các cái mô hình việc xã hội hóa trong cái việc thực hiện về cái hạ tầng, về đô thị, về giao thông nông thôn, mở rộng các cái tuyến đường. Vẫn còn đó những khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cam Đường luôn quyết tâm nỗ lực thi đua phát triển kinh tế, đẩy mạnh đô thị hóa, để mỗi người dân không chỉ tự hào là vùng quê có bề dày truyền thống cách mạng, mà còn là đô thị mới, giàu đẹp, phồn vinh. Tại các địa phương trong tỉnh, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đang lan tỏa rộng khắp, góp phần khích lệ hội viên nông dân phát huy tính năng động, sáng tạo trong sản xuất, nâng cao thu nhập, thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng. Năm 2019, chị Vùi Thị Thùy đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi gà theo kỹ thuật mới với phương châm lấy ngắn nuôi dài. Đến nay đàn gà nhà chị lên 4.000 đến 5.000 con. Mỗi năm gia đình xuất bán 4 lứa gà trên 12.000 con. Bên cạnh đó, gia đình còn đầu tư làm chuồng trại nuôi lợn, canh tác khoảng 4 hectare quế. Từ mô hình kinh tế tổng hợp này, trung bình mỗi năm có lợi nhuận 150 triệu đồng. Năm 2018 là em đi buôn gà, em đến nhiều trại gà ấy, em thấy thú vị và em muốn tìm hiểu về chăn nuôi gà, em bỏ buôn gà và em bắt đầu tìm hiểu dần dần trên kinh nghiệm thực tế của nhiều hộ chăn nuôi cũng như trên sách vở. Chuyển đổi gần nửa hecta đất trồng lúa trong khe đồi sang đào ao thả cá, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, chủ yếu là trồng quế. Đến nay, gia đình anh Trần Văn Quyền đã có tới 17 hecta quế. Mô hình kinh tế này cũng mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Theo nghiên cứu và mình theo dõi thì cây quế này ngày càng phát triển, thì gia đình tôi bắt đầu đưa cây quế vào trồng để phát triển kinh tế. Thì cơ bản là nông thôn thì cứ lấy ngắn nuôi dài thôi, thì cứ mỗi năm trồng một vài hát. Để nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân, xã Trì Quang đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó tạo điều kiện cho bà con được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, chú trọng hỗ trợ kỹ thuật gắn với khuyến khích, nhân rộng các mô hình kinh tế phù hợp. Tuyên truyền vận động đối với những hộ mà chưa đăng ký tham gia, từ đó thì
tổ chức các cái buổi mà giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để có thể nhân rộng các cái mô hình, cũng như là từ cái các cái mô hình này thì khi mà được nhân rộng ra thì cũng góp phần vào cái việc mà tăng cái thu nhập của hộ gia đình. Hiện Trì Quang có 156 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, thu nhập bình quân đạt 58 triệu đồng trên một người trên một năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5,84%. Hiệu quả từ phong trào đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tiếp theo là thông tin về thị trường. Thưa quý vị, mở phiên đầu tuần, giá vàng miếng SJC tiếp tục được duy trì ở mức ổn định. Giá vàng nhẫn giảm nhẹ sau nhiều phiên tăng mạnh lập đỉnh vào tuần trước. Cụ thể, trên thị trường, giá vàng miếng SJC hiện đứng quanh mức 78-80 triệu đồng một lượng mua và bán, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó, chênh lệch mua và bán ở mức 2 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Lào Cai sáng nay, giá vàng nhẫn SJC 999,9 ở mức 76,8-78,2 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại Doji và PNG, vàng nhẫn trơn 4 số 9 tại thị trường đều đứng ở mức 76,85-78,2 triệu đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng chiều mua vào và 200.000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước, chênh lệch mua bán ở mức 1,35 triệu đồng một lượng. Cùng với đó, giá vàng nữ trang ở mức 75,2-76,5 triệu đồng một lượng, giảm 300.000 đồng một lượng mua vào và 500.000 đồng một lượng bán ra, chênh lệch mua bán ở mức 1,3 triệu đồng một lượng. Tại Điều 33 Nghị định 96 của Chính phủ quy định về các trường hợp thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 như sau. Người có chứng chỉ sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong các trường hợp sau đây. Người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự. Người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ không trung thực. Chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa. Người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề. Người được cấp chứng chỉ vi phạm các quy định tại Điều 8 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023. Chứng chỉ do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố nào cấp thì Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đó có trách nhiệm thu hồi. Trường hợp do cơ quan có thẩm quyền khác thu hồi thì cơ quan này phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đã cấp chứng chỉ biết để thực hiện theo quy định. Sau khi có quyết định thu hồi chứng chỉ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp chứng chỉ thông báo cho người bị thu hồi đến nộp lại chứng chỉ. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thông báo trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về tên người bị thu hồi chứng chỉ và xóa tên người được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Tiếp theo chương trình, cần 400 tỷ đồng để giảm thiểu nguy hiểm đường ngang. Israel nhận định về tiến triển đàm phán với Hamas. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, hiện vẫn còn thiếu khoảng 400 tỷ đồng để thực hiện dự án sửa chữa, bổ sung tín hiệu cho đường ngang hoàn thành trong năm 2025. Thực hiện dự án sửa chữa, bổ sung tín hiệu với 566 đường ngang có người gác. Đến nay, đã có 382 đường ngang được bổ sung tín hiệu với kinh phí 600 tỷ đồng từ nguồn vốn hoạt động kinh tế đường sắt. Tuy nhiên, hiện vẫn còn thiếu khoảng 400 tỷ đồng nữa để bổ sung tín hiệu 184 đường ngang. Việc bổ sung tín hiệu đường ngang sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong ngăn ngừa các rủi ro do yếu tố chủ quan của con người, giảm thiểu tai nạn đường sắt. 6 tháng đầu năm, Hàn Quốc đã chi hơn 164 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 4.100 tỷ đồng để mua rau quả từ Việt Nam, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Hải quan, Hàn Quốc là thị trường lớn thứ hai chỉ sau Trung Quốc trong việc nhập khẩu rau quả Việt, chiếm khoảng 5% tổng thị phần xuất khẩu rau quả. Ba mặt hàng nông sản chính đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc gồm chuối, xoài và hạt mè. Trong đó, xuất khẩu chuối đạt 35,4 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu xoài đạt 24 triệu đô la Mỹ, tăng 72% và hạt mè đạt gần 30 triệu đô la Mỹ, tăng 62%. Ngoài ra, các mặt hàng khác như thanh long, dưa hấu, nấm hương, sầu riêng và dứa cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ từ 40% đến 217% so với cùng kỳ. Đặc biệt, xuất khẩu hạnh nhân, một loại hạt của Việt Nam, đạt gần 2 triệu đô la Mỹ, tăng 244 lần.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng vài tuần trở lại đây, trên sạp hàng của các quầy hàng bán hoa quả, các khu chợ truyền thống đã bắt đầu xuất hiện bưởi Phúc Trạch, loại quả đặc sản của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là loại trái cây được nhiều người ưa chuộng bởi vị ngọt, thanh mát đặc trưng và có lợi cho sức khỏe, giá cả lại hợp lý. Hơn 200 gốc bưởi Phúc Trạch của gia đình anh Trần Quốc Tiến đang bắt đầu vào mùa khai thác quả năm thứ ba. Thời điểm này, anh và các thành viên trong gia đình tập trung tuyển chọn những quả to, chín để thu hoạch trước. Năm nay, dù số lượng quả không nhiều bằng năm trước, nhưng nhờ chăm sóc tốt nên quả đều, đẹp hơn và giá bán đầu mùa cũng tốt hơn. Giá cả năm nay nó có tăng hơn năm ngoái một chút. Năm nay bưởi tầm khoảng có đẹp hơn, chất lượng bưởi năm nay có ngon hơn. Với sản lượng 23.000 tấn trên một năm và mức giá bình quân từ 25 đến 28.000 đồng một kg, ước giá trị bưởi Phúc Trạch sẽ đạt khoảng 550 đến 600 tỷ đồng. Hiện thị trường tiêu thụ bưởi Phúc Trạch nhiều nhất là thành phố Vinh, Nghệ An và từ Vinh trung chuyển đi Hà Nội. Nhà em thì hay mua của bưởi Phúc Trạch, nổi tiếng là ngon, cũng là gửi biểu cho người thân người quen ở cả tỉnh ở phía Bắc. Thương hiệu bưởi Phúc Trạch đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Phúc Trạch cho 19 trên 21 xã của huyện Hương Khê và là một trong 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam đã được Liên minh châu Âu EU cam kết bảo hộ từ tháng 8 năm 2000. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế, ngày 18 tháng 8, Thủ tướng Israel cho biết Israel đang có các cuộc đàm phán phức tạp với lực lượng Hamas của Palestine về vấn đề trao trả các con tin đang bị giam giữ ở Gaza. Phát biểu khi bắt đầu phiên họp nội các, ông Netanyahu cho biết sứ mệnh giải cứu các con tin là nhiệm vụ cao nhất của nước này. Israel đang tiến hành các cuộc đàm phán phức tạp với lực lượng Hamas và có những điều khoản theo Aviv có thể linh động, nhưng cũng có những vấn đề mà nước này kiên quyết không thay đổi lập trường. Bên cạnh đó, ông Netanyahu đã hối thúc gây sức ép đối với lực lượng Hamas khi hai bên tiến hành vòng đàm phán mới. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Israel được đưa ra trong bối cảnh các nguồn tin ở Ai Cập cho biết cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 8. Mới đây, cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, đã tới vận động cử tri tại phía đông bắc bang Pennsylvania. Trong đó, ông nhiều lần chuyển hướng sang việc công kích đối thủ thuộc Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Trump đã nhiều lần chuyển hướng sang việc công kích cá nhân. Ông tự tin cho rằng đối thủ sẽ dễ bị đánh bại hơn cả Tổng thống Joe Biden, đồng thời chỉ trích chính quyền đương nhiệm về việc để giá cả leo thang, cho rằng bà Harris cùng Tổng thống Biden cần làm nhiều hơn nữa để đối phó với lạm phát. Hiện cả ông Trump và bà Harris đều đang tăng cường chiến dịch vận động tranh cử tại Pennsylvania, bởi bang này đóng góp 19 phiếu đại cử tri trong tổng số 270 phiếu cần thiết để chiến thắng. Ngày 18 tháng 8, Thủ tướng lâm thời của Bangladesh, ông Muhammad Yunus, cam kết sẽ hỗ trợ hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của nước này. Thủ tướng Yunus cho biết chính phủ Bangladesh sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động nào nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng hàng may mặc toàn cầu mà Bangladesh là một nhà cung cấp chính. Ngành may mặc được coi là một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn của Bangladesh. Quốc gia này có 3.500 nhà máy may mặc trên toàn quốc và riêng ngành này đã chiếm tới 85% kinh ngạch xuất khẩu của Bangladesh, tương đương với 55 tỷ đô la Mỹ. Thời gian qua, khi Bangladesh trải qua bất ổn chính trị, các thương hiệu thời trang quốc tế hàng đầu đang chuyển các đơn đặt hàng khỏi quốc gia này. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 19 tháng 8 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, đêm về sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Vùng đồi núi cao, đêm về sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C. Thành phố Lào Cai, đêm về sáng nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, đêm về sáng nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, đêm về sáng nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%.
Thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.